Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của mình. Để bắt đầu vào làm thì đây mình đã chuẩn bị những nguyên liệu và dụng cụ như sau này. Về dụng cụ thì đây mình có súng bắn keo, mình sử dụng keo nén để làm nhé. Một cây kéo này, một chiếc con ta, một chiếc bút chì, thước kẻ và những cái cây bút màu nước. Về nguyên liệu thì ở đây mình sử dụng bằng hai tờ giấy màu. Ở đây mình có màu xanh dương và màu cam nha. Giờ mình sẽ bắt tay vào làm luôn nhé. Bây giờ mình sẽ kẻ ra ba cái hình tròn này. Bán kính mình sẽ để là 3 cm nha. Thì mình sẽ cắt ba hình này ra. Mình sẽ cắt ba cái hình này ra. Đó. Kẻ thứ hai này, như vậy là mình đã cắt xong được 3 hình tròn. Tiếp theo mình sẽ sử dụng mình cái tờ giấy màu xanh này. Các bạn sẽ cắt ra cho mình 3 cái tờ giấy như này. Mình sẽ gắn những cái này lại với nhau. Hãy
Vậy là mình đã dán xong. Mình sẽ làm thêm một cái móc treo. Để làm cái móc treo thì mình sẽ cắt ra một vòng xoáy như thế này, cỡ khoảng tầm 10 cm. Sau đó mình sẽ cuốn nó lại, bôi keo vào đây và gắn nó lên cái phần đầu này nha. Đây. Như vậy là mình đã được một cái móc treo này. Tiếp theo mình sẽ dùng cái bút để mình vẽ cái phần viền nha. Mình sẽ vẽ những cái họa tiết ra đây. Đầu tiên mình sẽ vẽ một bông hoa nhỏ ở bên trong. Đó, mình vẽ ba cái bông hoa nhỏ bên trong. Sau đó mình sẽ vẽ ra những cái đường bên ngoài. Mình sẽ vẽ cả ba cái hình tròn đấy nha.